Thưa quý vị, từ 12 giờ ngày 27 tháng 7 đến 21 giờ ngày 28 tháng 7, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra 16 lần động đất và dư chấn. Trong đó, trận động đất xảy ra vào trưa 27 tháng 7 với độ lớn 5,3 độ Richter đã gây thiệt hại tại một số khu dân cư. Trước tình hình đó, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định cuộc sống cho người dân. Bán Nậm Tôm, xã Tân Lập, thuộc khu tái định cư Thủy điện Sơn La, được xác định là khu vực thiệt hại lớn nhất do động đất tại địa phương này. Cả bản với hơn 70 hộ thì có đến 38 hộ bị ảnh hưởng. Thậm chí một số hộ dân phải sơ tán ra lán trại hoặc đi ở nhờ nhà người thân. Theo thống kê, tính đến 16 giờ ngày 28 tháng 7, đã có gần 290 ngôi nhà bị thiệt hại do động đất và dư chấn. Tiếng động rung nhà thì tôi chạy ra ngoài sân. Ngoài sân là đấy là bà con xung quanh thì cũng kêu bảo là có là nhà mình rung thế là rơi hết ngói, thế là chạy ra ngoài. Ai cũng hoang mang, ai cũng không dám ở trong nhà, cũng mong là chính quyền người dân chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ nhân dân để nhân dân có nhà ở được, khắc phục hậu quả này ạ. Ngay sau khi xảy ra các trận động đất, tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Ban chỉ huy chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp cũng đã huy động các lực lượng khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ và giúp các hộ dân ổn định cuộc sống. Trong ngày hôm nay, chúng tôi kiểm tra thì những cái nhà bị nặng thì chính quyền xã cũng như là bản đã huy động lực lượng các hộ đình không bị ảnh hưởng, rồi lực lượng xung kích xã thì trực tiếp đến góp công góp sức để khắc phục lại những cái mái nhà cho nhân dân để đảm bảo cuộc sống. Tỉnh Sơn La cũng đã tiến hành kiểm tra an toàn các hồ chứa và đập thủy điện. Theo đó, các hồ chứa và đập thủy điện lớn như thủy điện Sơn La, hồ Bản Mòn có ghi nhận các dư chấn nhưng đến nay không phát hiện bất thường. Cùng với đó, ngày 28 tháng 7, đoàn công tác của Viện Vật lý Địa cầu đã đến Mộc Châu để khảo sát tại tâm chấn và các khu vực bị ảnh hưởng. Dự kiến đoàn sẽ tiến hành kiểm tra và khảo sát trong thời gian 10 ngày. Hiện nay tất cả những cái vùng mà có nguy cơ sạt lở, kể cả mưa lũ hoặc là thiên tai, thì đã đều được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ban nhất là Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của tỉnh đã tập trung rà soát tất cả, kể cả kiểm tra các hồ đập như hồ đập thủy điện này, một số hồ đập nhỏ trên địa bàn tỉnh là đã đều được kiểm tra xác định. Nếu nó có vấn đề gì mà nguy hiểm thì đều có phải có cái phương án triển khai ngay. Theo dự báo, trong những ngày tới, dư chấn động đất sẽ tiếp tục xuất hiện tại Sơn La. Vì vậy, công tác rà soát các vùng có nguy cơ bị sạt lở đã được tỉnh triển khai thực hiện, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân nắm được những biện pháp an toàn khi xảy ra thiên tai bất ngờ.